Xin chào các bạn, đây là máy Intem X Printer XB350B, có thể là máy in để gửi thông tin gửi hàng cho khách. Ở đây mình có thiết kế in từ file bartender. Và file này thì có kết nối đến file Excel, thì các bạn có thể xem file Excel nhé. File Excel thì có các thông tin cơ bản, ví dụ tên khách, địa chỉ, điện thoại, tên sản phẩm, mã vận chuyển và số tiền thu hộ là gì. Và trong đây ví dụ có 3 khách hàng thì sẽ in ra 3 tem. Đó, bây giờ mình sẽ bấm in. Thì các bạn sẽ nhìn thấy máy in rất là nhanh, in cực kỳ rõ nét. Đó, các bạn nhìn thấy không ạ? 3 tem với 3 thông tin khách hàng khác nhau. Đây là cột tem 80-80. Có khổ to hơn, ví dụ như đó là 80-100. Đó, sau khi xong thì các bạn chỉ cần bóc cái tem mà các bạn in ra rồi dán lên vào cái gói hàng mà các bạn cần vận chuyển. Đấy, như thế này ạ. Các bạn nhìn thấy không ạ? Sau đó các bạn dán vào cái gói hàng của mình. Ví dụ như này thì các bạn sẽ dán vào đây. Nó là giấy bóc dính và không cần phải dán băng dính, có thể dán đè lên cái lớp băng dính, các bạn thấy không? Cực kỳ nét.